Yeah. Chứ còn ở các nước phương Tây, in the Western countries, họ chỉ memorize, họ tưởng nhớ những cái vong bằng cái gì? Flowers. Đem bó hoa để trước mộ rồi về. Ăn hoa được không? Thì cũng ráng mà ngồi nhai. Được không được thì ráng ngồi nhai. Đói quá rồi cứ ăn đại thôi. Trên các vong mà ở các quốc gia Tây Phương là những vong rất khổ. Cho nên rất nhiều vong ở Tây Phương đã xin visa để nhập cảnh Việt Nam, vì bên Việt Nam sướng hơn. Mình có đạo lý, có đạo Phật, rồi họ đang nhập cư về rất là nhiều. Cái người sống không biết thì cứ đòi xin visa để đi qua nước ngoài ở. Nhưng mà những vong ma họ mới biết rõ, về Việt Nam sống mới sung sướng hơn. Họ đang nhập cảnh rất là nhiều, và nhất là họ về Nam Đàn, Nam Thanh, ở bên Hải sung sướng hơn nhiều.